Buổi tọa đàm của nhóm phát triển lần này đến rất là sớm luôn anh em, vào 9h32 phút sáng ngày 14 tháng 8 vào thứ Tư đã xuất hiện rồi. Và tiêu đề của nó rất là kêu luôn, mở cấp thế giới 9 chính thức luôn. Tính năng theo dõi đặc sản khu vực đã ra mắt, cái này mình cũng rất là mong chờ. Mới chỉ có 1 phút thôi mà đã có 9.555 mắt rồi, rất là hot. Ok anh em, vậy thì chúng ta hãy cùng khám phá xem là cái buổi tọa đàm nhóm phát triển này có thông tin hấp dẫn gì nhé. Kênh mình F5 lại một cái, 4 phút sau đã 26.000 mắt rồi, quá khủng khiếp anh em ạ. Mình đã đọc xong cái phần ưu hóa này rồi. Đây là một cái phần ưu hóa có thể gọi là lớn nhất từ trước đến nay, rất là dài. Đầu tiên thì họ giới thiệu về mở cấp thế giới 9, ưu hóa tỷ lệ rơi cơ bản của một số kẻ địch. Trong phiên bản mới thì nếu như anh em có hạng mạo hiểm 58 thì có thể tự chọn tăng lên cấp thế giới 9. Cái này thì cũng đã có trong thông tin đợt trước rồi. Và cấp 58 là một cấp theo mình khá là hợp lý để lên từ những cái cấp 18. Cấp hạng mạo hiểm 59 và 60 thì nó yêu cầu lượng XP nhiều quá. Ở đây thì khi lên 58 anh thấy là demo có 100 nguyên thạch cùng với hai cái cục roll banner thường và 50.000 Mora. Ngoài ra khi cấp thế giới tăng lên cấp 9, cấp của kẻ địch thường tinh anh, thủ lĩnh, ví dụ như là lô nguyên bản hay là nhân dạng thủy vân vân mây trong đại thế giới sẽ tăng khoảng 10 cấp. Độ khó chiến đấu sẽ tăng tương ứng. Mình nghĩ rằng nhiều anh em đang muốn tăng nhiều hơn đấy chứ. Tất nhiên là sau khi đánh bại kẻ địch ở đại thế giới, khi độ khó tăng lên thì phần thưởng cũng tăng lên. Và nhận được tối thiểu là 3 nguyên liệu bồi dưỡng nhân vật. Lần gần nhất livestream Genshin Impact khi mình farm con phong nguyên bản chỉ đạt được có 2 cái cục nguyên liệu nó thôi và bị anh em lêu lêu. Chuyện đó bây giờ sẽ chấm dứt, không bao giờ có chuyện đó nữa anh ạ. Mình sẽ ít nhất là được 3 cục trở lên. Ngoài ra từ phiên bản 5.0 trở đi sẽ ưu hóa tỷ lệ rơi cơ bản của kẻ địch sau. Cái này mình đã đăng thông tin trước đó rồi. X2 phần nguyên liệu của bọn Samurai này và nguyên liệu của bọn khác thì nó tăng theo tỷ lệ nhất định. Và nói chung là anh em sẽ farm được một cách hiệu quả hơn. Việc nâng cấp nguyên liệu này chắc chắn là để phục vụ cho content nhà hát giả tưởng cùng với nhiều nội dung khác rồi. Tiếp theo là về cái phần tính năng theo dõi đặc sản khu vực thì cái này rất là hay. Để giúp nhà lữ hành tìm kiếm đặc sản khu vực nhanh hơn, nhà lữ hành có thể định vị phạm vi đặc sản khu vực trên bản đồ sau khi cập nhật phiên bản 5.0. Ví dụ đây họ đang định vị một cái tài nguyên ở bên Montat. Khi bấm vào thì nó sẽ chỉ anh em đến một cái khu vực như thế này và ở bên tay phải nó sẽ có số lượng của nguyên liệu ở khu vực đó là 14 cái. Nó chỉ một khu vực như thế thôi. Chi tiết hơn rất nhiều so với quyển sách trước. Nhưng mà để chỉ trên minimap thì anh em vẫn phải sử dụng những cái nhân vật có chỉ đặc sản khu vực ở Montat này. Điều đó nó sẽ không dẫm chân lên các cái nhân vật cũ. Đây là một cái tính năng rất là hay. Mình thích cái tính năng này bởi vì thực sự là đi tìm đặc sản mà phải sử dụng những cái trang web hay là video thì mình thấy rằng là nó sẽ rườm rà hơn rất là nhiều. Sau khi thu thập xong ở khu vực hiện tại, vòng tròn xanh sẽ tự động đề xuất phạm vi đặc sản khu vực mới. Mình không rõ là nó có đề xuất chúng ta tất cả những cái khu vực liên quan đến đặc sản mà chúng ta cần hay không, hay là nó lại giống như quyển sách chỉ chất quất vài con quái. Chúng ta sẽ cùng khám phá cái tính năng này ở phiên bản 5.0 và mình nghĩ là sẽ dùng rất là nhiều. Ngoài ra thì phiên bản 5.0 thì ký hiệu bản đồ cũng tăng thêm 50 cái giúp cho anh em có thể vẽ thêm con voi trên bản đồ luôn. Về phần bên dưới cập nhật hoàn thánh huyền bí của đài ghép thì 8 bộ di vật vào trong đài ghép. Những bộ đến từ phiên bản 3.0 trở đi cho đến đặc biệt là có 2 bộ cực mạnh của Fontaine. Bộ toàn kịch hoàng kim và bộ thợ săn Metroxy. Đây là một lần cập nhật thánh di vật rất là khác biệt so với trước đây. Với cập nhật đài ghép như thế này, cháp thánh như thế này thì anh em có thể farm được những cái bộ mà anh em thích một cách hiệu quả hơn. Phần túi ưu tiếp theo thì nó liên quan đến ấm trần ca. Túi trong ấm trần ca sẽ tăng từ 2.000 đến 2.200. Ngoài ra thì giới hạn sức chứa trong ấm trần ca sẽ tăng lên khoảng 1,6 lần so với trước đây, có thể đặt nhiều đồ trang trí hơn. Như vậy là nhà chính của anh em đang thiếu chỗ để những cái món kỷ niệm thì anh em có thể bổ sung thêm vào. Và những cái ấm trần ca đang đẹp thì nó sẽ trở nên đẹp hơn nữa vì sẽ có thêm nhiều đồ trang trí hơn. Đây là một cái cập nhật theo mình là cũng rất cần thiết. Bên dưới chúng ta có phần ưu hóa sử dụng thực phẩm, hệ thống nấu nướng thì đơn giản là nó sẽ giúp anh em bảo vệ cái món ăn đặc biệt, giúp anh em ít sử dụng nhầm cái món ăn đặc biệt hơn. Cái này là một cái phần mà mình nghĩ rằng là nó cũng khá là thú vị, đặc biệt dành cho anh em quan tâm đến phần nấu ăn cũng như là sưu tập những cái món ăn. Ngoài ra thì trong phần giao diện túi và thực phẩm thì họ sẽ bổ sung thêm những cái nút lọc và tìm kiếm, giúp cho chúng ta dễ dàng tìm kiếm món ăn cần thiết hơn. Cái này cũng cần thiết này, bởi vì khi mà tìm thực phẩm càng nhiều món thì sẽ càng rối. Bây giờ khi có cái nút tìm kiếm này, anh em có thể dễ dàng tìm được món tăng tấn công, phòng ngự. Nó sẽ giúp cho anh em quản lý cái phần thức ăn hiệu quả hơn và càng hiệu quả khi mà gặp những cái event mà sử dụng những cái phần thực phẩm này để tăng sức mạnh. Bên dưới chúng ta có thêm ưu hóa thao tác và hiển thị một số giao diện, cái này cũng rất là quan trọng mà đáng nghe nó lên có sớm. Trong phiên bản 5.0 thì nhà phát triển đã ưu hóa một số cái liên quan đến ghép nhựa. Bây giờ khi vào trong tính năng ghép thì nó sẽ hiển thị sẵn là anh em có bao nhiêu nhựa cô đặc, đỡ phải bấm vào cái cục nhựa để check.
và nó sẽ tự động chọn cho anh em cái số lượng ghép mà không bị tràn. Cái này nó giúp cho anh em skip daily còn nhanh hơn nữa này. Ok anh em, nói chung bây giờ thì anh em ghép nhựa sẽ không bị nhầm nữa. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải đi bắt thật nhiều búm búm vào. Phần bên dưới có giao diện cường hóa vũ khí thì nó sẽ chỉ cho anh em biết là nó sẽ trả lại cho anh em bao nhiêu cục nguyên liệu sau khi anh em nâng tràn ra. Ok, cái này cũng hay. Về phần giao diện rèn thì nó sẽ tối ưu hơn. Bây giờ anh em chỉ cần bấm vào một cái cục khoáng thôi thì nó sẽ tự động chọn cho anh em những cái phần nguyên liệu tối đa. Là anh em sẽ không cần phải quẹt quẹt để chọn mắc nữa. Nhưng mà vẫn phải bấm khoảng 4 cái nếu như anh em muốn chọn ghép 4 slot để chế. Ok, nó sẽ tiết kiệm cho anh em được vài cái click ở đây. Phần bên dưới thì chúng ta có cái phần ưu hóa về profile. Thì cái hiển thị ở đây, chữ ưu hóa sử dụng thực phẩm và hệ thống nấu nướng này nó đang bị nhân đôi. Ở bên trên có rồi, bên dưới thì họ lại ghi nhầm. Cái này chỉ là lỗi infographic thôi, không ảnh hưởng gì. Trong phiên bản mới, trang hiển thị thông tin cá nhân sẽ thêm hiển thị số nhân vật có được yêu thích đã đầy và số sao La Hoàn thâm cảnh. Đây là 36 sao, 12-3-36 sao. Và những cái nhân vật mà đã được mắc yêu thích là 59 nhân vật. Và sẽ tăng giới hạn số lượng hiển thị, đội hình và danh sách hiển thị. Thì cái này đã có thông báo trước của mình trong cái video tin giang hồ rồi. Ngoài ra thì chúng tôi còn thiết lập cho nhà lữ hành tính năng hiển thị tầng cung mệnh, tức là anh em có thể tùy chọn bật tắt hiển thị cung mệnh hay không. Nói chung là hiển thị hay không là tùy theo nhu cầu cá nhân của anh em thôi. Ok anh em, bên dưới chúng ta sẽ có phần tính năng nhắc nhở quy trình nhiệm vụ dài. Thì về cơ bản đó là nếu như anh em vào những cái phần nhiệm vụ dài ấy, thì anh em sẽ có một cái nhắc nhở ở đây để giúp cho anh em sắp xếp thời gian hợp lý hơn để chơi. Về những cái khung cảnh chiến đấu khó khăn thì nó cũng sẽ đề xuất anh em về nguyên tố và loại vũ khí cần thiết để đỡ phải vào rồi lại phải đổi lại đội. Mình nghĩ là như vậy. Nói chung là một cái phần tối ưu về nhiệm vụ. Như thế này thì có thể là cảnh báo phiên bản 5.0 sẽ có nhiều nhiệm vụ dài hay không. Mình nghe đồn là hình như là có nhiệm vụ dài hay sao ấy. À, mình thật sự là không thích nhiệm vụ nó quá dài đâu anh em. Sau phần nhắc nhở về nhiệm vụ dài, bên dưới chúng ta sẽ có những tối ưu về nhật ký hành trình. Bớt gánh nặng chơi game trong thời gian dài của anh em đi. Nó làm cho anh em, mình nghĩ rằng là hoàn thành cái nhật ký hành trình dễ dàng hơn và không liên quan đến cái nhiệm vụ mà nói chung là anh em không muốn làm. Và họ còn mô tả thêm là nhật ký hành trình sẽ được điều chỉnh như sau từ phiên bản 5.0. Sẽ thêm nhiệm vụ tích lũy cường hóa thánh địa 5 sao và hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, mỗi kỳ tích lũy có thể nhận kinh nghiệm nhật ký hành trình 3600, nguyên thạch 60 và dầu chúc phúc x60. Có thêm một chỗ để anh em lấy nguyên thạch trong nhật ký hành trình này. Họ ghi là mỗi kỳ tích lũy đều có thể nhận 60 nguyên thạch. Thì theo mình hiểu là có thể lặp lại đúng không anh em? Phần thưởng không phải EXP danh vọng trong nhiệm vụ danh vọng lát lan cũng sẽ điều chỉnh từ Mora thành dầu chúc phúc. Sẽ có một cái chỗ để kiếm thêm dầu chúc phúc nữa này. Tiếp theo họ ghi là khi làm daily ủy thác thì sẽ được tăng cái phần EXP của nhật ký. Và vì những cái điều chỉnh bên trên cho nên là họ sẽ đền bù khoảng 1 triệu Mora trong một lần. Chi tiết phát thưởng vui lòng theo dõi những thông báo tiếp theo. 1 triệu Mora luôn anh em. Áp nhân vật cũng được nhiều phết đấy. Buổi tọa đàm của nhóm phát triển kỳ này đến đây là kết thúc rồi. Ok anh em, đây là lén tiết lộ đối với mọi người thôi. Đây chính là Paimon League đấy nha. Nội dung ưu hóa trong phiên bản 5.0 nó không chỉ có vậy đâu, nó sẽ còn những cái phần ưu hóa khác. Hãy theo dõi livestream đặc biệt phiên bản 5.0 để biết thêm nhiều ưu hóa quan trọng nha. Buổi tọa đàm nhóm phát triển lần này quá nhiều những cập nhật quan trọng, nó phải gọi là nhiều hơn hẳn so với những cái trước. Tuy nhiên thì có một cái phần mà mình vẫn chưa thấy họ nhắc tới, đó là việc chế di vật theo thông tin giang hồ đồn đại gần đây. Như vậy thì có thể là cái phần tính năng mới di vật nó sẽ được giới thiệu trong live đặc biệt không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Về phiên bản 5.0 sẽ được update khi nào thì nếu như không có gì thay đổi sẽ update vào đâu đó là khoảng ngày 28 tháng 8 2024. Ok anh em, tới đây mình sẽ dừng cái video về buổi tọa đàm phát triển phiên bản 5.0 ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em thích cái phần cập nhật nào nhất trong cái bài cập nhật của nhóm phát triển lần này? Đừng quên để lại bình luận nhé. Với cá nhân mình thì mình thích tất cả những cái phần cập nhật trong này. Cái nào mình thấy nó đều hữu ích cả. Mình ấn tượng nhất đối với cái phần cập nhật tìm kiếm đặc sản khu vực. Rõ ràng là với những cập nhật như thế này thì mình có cảm giác rằng Genshin đang trở lên tốt hơn so với trước đây. Rất mong là sẽ còn có thêm nhiều những cái cập nhật hay ho khác để phục vụ anh em trải nghiệm game tốt hơn. Ok anh em, chúc anh em một ngày thật vui nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.